Cách đây 200 năm, đảo Long Sơn là một hòn đảo hoang vu nằm giữa bốn bể biển và sông. Một người đàn ông đã đến đây khai hoang lập ấp, biến Long Sơn thành một vùng đất trù phú. Long Sơn trước là một xã đảo. Cách đây khoảng 10 năm, Long Sơn, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gần như là một hòn đảo tách biệt với thế giới bên ngoài. Từ năm 2002, cây cầu Bản Anh được xây nối liền xã đảo với đất liền. Long Sơn đã hòa nhập tấp nập, năng động. Long Sơn có diện tích 92 km2, trong đó có đến 54 km2 là đất liền, còn lại là đất mặn. Long Sơn được bao bọc bởi kênh rạch, sông biển. Số nhân khẩu 13.558 nhân khẩu. Tại đây có một họ đảo gọi là đảo Ông Trần phát triển khá bền vững, đã làm nên nét đặc biệt của Long Sơn. Người khai phá ra đảo Ông Trần đó cũng chính là người đàn ông đã đến đây khai hoang lập nghiệp. Đó là ông Lê Văn Mưu, người làng Thiên Khánh, Tổng Hà Thanh, quận Giang Thành, nay là thị trấn Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Vì sao có tên gọi đảo Ông Trần? Rất đơn giản, đó cũng chính là vì ông Mưu hay cởi trần khi lao động, nên người dân thân thương gọi ông là Ông Trần. Chính ông đã hướng dẫn cách làm ăn để mang lại trù phú cho đảo Long Sơn. Nhà lớn Long Sơn chính là dấu tích văn hóa còn lại của ông Trần khi đến đảo và khai hoang. Nhà lớn từ năm 1910 đến năm 1929, hay dân gian còn gọi là Đền Ông Trần, là một quần thể kiến trúc nghệ thuật theo lối cổ, được làm bằng gạch ngói và các loại gỗ quý, tọa lạc trên diện tích khoảng 2 hectare. Đây là nơi tập trung sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng. Khu nhà lớn là một tập hợp quần thể kiến trúc khép kín với nhiều công trình phụ, tất cả thể hiện nét tín ngưỡng của đạo Ông Trần và tính quần cư, đoàn kết giữa những người dân tha hương khi đến chốn núi rừng hoang sơ lập nghiệp. Ông Trần không đề ra triết lý mới, mà chỉ phát huy từ nền tảng của đạo tứ ân hiếu nghĩa. Ông chú trọng phát triển Phật giáo, đạo thờ cúng ông bà tổ tiên, chú tâm nhiều đến việc thờ cúng, bố thí và lấy việc tu nhân làm nền tảng cho sự hành đạo. Đạo Ông Trần được cư dân nơi đây học theo là lẽ đó. Hồi trước kia thì nghe truyền thuyết lại, ông bà mình nhắc lại là ông về đây hồi trước đất rừng, rồi ông khai quang phục quá mà. Thì đó rồi cô bác lớn hồi trước nó theo ông về đây để rồi tạo dựng từ từ. Nó mới cất lên ngôi nhà lớn này, thì ông tự thiết kế rồi ông xây dựng. Tôi đây là ba đời, đời ông nội tôi, đời cha tôi và tới đời tôi. Tôi là người sinh đẻ tại đây. Ông bà cô bác có nói lại là ông dạy cái đạo làm người mà thờ cúng ông bà vậy thôi, dạy tôi theo phép nước. Để râu để tóc là tôi tìm theo cái gốc của ông bà cha mẹ. Ông bà cha mẹ tôi là nói, có râu có tóc á là mà gốc của con người. Chúng tôi may mắn khi được trò chuyện cùng bà Lê Thị Kiềm, hậu duệ đời thứ tư của ông Trần. Hiện nay, bà là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động của nhà lớn cùng với ban kỳ lão. Ông xây dựng cái quần thể nhà lớn này bằng cái nguồn kinh phí nào của ông? Dạ, ngày xưa ông cũng đi lao động có tiền, ông đi đóng lấy biển. Rồi tôm giang ngày xưa trúng lắm, về ông phơi khô lập vỏ để vào bao chí xanh chở về chợ lớn bán. Rồi kế nữa ông qua Bà Rịa ông mua muối, ông chở đi các tỉnh ông bán, vừa bán muối vừa bán tôm, ông mới xây dựng nhà từ từ. Ông xây cái nhà lớn này là cũng như cái cộng đồng rồi, bá tánh bao nhiêu người ở trong này hết, ta làm chung ăn chung.
chủ yếu là dạy cho con cháu cùng bá tánh ăn hiền ở lành. Theo tôi nghe kể truyền của ông cô bác nói lại đó, sống đồng tịch đồng sàng, thác đồng quan đồng quách. Khi sống thì vợ chồng anh em thân thuộc, mà khi chết thì cũng chung trong một cái bao quan để rồi nằm giữa ba tấc đất, chứ không riêng phân là giàu nghèo hay là giàu sáng gì hết, hay là quan quyền cũng đồng chung vô trong đó. Đảo Long Sơn ngày nay còn bảo lưu nhiều phong tục tập quán xưa cũ, trong đó có tục tần táng khá kỳ lạ. Trên đảo, người chết được liệm trong một quan tài chung và chỉ được để 24 tiếng đồng hồ rồi đem đi chôn cất. Quan tài được đem về ngay sau khi đưa thi hài xuống huyệt. Dẫn chúng tôi đi tìm chiếc quan tài đang được sử dụng cho toàn bộ dân đảo Long Sơn là anh Phạm Ngọc Vũ, người trong ban tẩm liệm của đảo ông Trần. Đây là cái áo quan sử dụng trên 100 năm. Bao nhiêu người là cũng có cái này thôi. Đầu tiên là trải 50 vải trắng, rồi tới 4 tấc 5 vải đỏ, rồi một đôi chiếu, rồi bắt đầu mới tới 5 thước 5 vải trắng. Rồi mới khiêng cái xác qua để lên, rồi mới gói vô vải trắng trước. Xong xuôi rồi bắt đầu mới trải một đôi chiếu, rồi bắt đầu mới tới vải đỏ. Vải đỏ cuối cùng rồi đó, 5 cái miếng vải trắng này á, ở ngoài ngoài hết nè, mới bó lại cái xác. Bó cái xác xong xuôi. Đẩy lại xong xuôi thì mới đốt 5 cái dầu càn. Khi để người chết vào cái bao quan này rồi, thì khi ra đến hạ huyệt á, thì mình hạ huyệt bằng cách nào anh? Thì khi đến nguyệt á, thì coi như cái nguyệt á, thì bắt đầu á, là đầu tiên là trải một chiếc đệm dưới trước. Cái nguyệt đào rồi, nó cũng vừa trải chiếc đệm dưới trước. Thì 5 người, mỗi một người đứng hai bên, đạp cái mấy đệm. Đạp mấy đệm, đặng lúc mình để xác rồi mới dỡ cái này lên. Dỡ cái này lên mới lùi về làm sao. Rồi bắt đầu mới mở cái võng thân mà hồi nãy mình bó cho trong cái xác người đó. Rồi bắt đầu mới cầm võng nó lên, rồi bắt đầu mới dỡ hỏng lên, rồi một tay cầm này, một tay mới rút cái tấm thiệp này ra, rút về phía sau mới dỡ lên, rồi mới hạ xuống. Trong khi hạ xuống đó thì vừa xuống gần tới này á, thì một tay mình cầm, mới cầm chiếc đệm, một tay cầm võng, cầm chiếc đệm về mình mới để, rồi bắt đầu mới ra khum xuống hạ từ từ, tùy theo nguyệt sâu cạn, rồi mới hạ từ từ xuống. Thỉnh bá quan vậy thì mình có phí có gì không anh? Không có phí gì hết trơn. Có quy định độ tuổi hay là chức sắc hay là nội mức vô không hay thế nào anh? Không có gì. Cứ 12 tuổi đổ lên là được quyền thỉnh bá quan, dưới 12 tuổi thì không được thôi. Trường hợp mà nhiều người mất cùng lượt á thì có một bá quan làm sao được? À, thì phải chờ ai đến trước thì đi trước. Nên làm được bao lâu nè? Tôi cho là 10 năm đi. Dạ. Làm việc này thì cái nhà lớn hoặc làm những nhà có tang chế họ có trả thù lao cho mình không? Không có. Giờ có trả thù lao cũng không nhận. Cái đây là mình đến là cũng như cái tình làng nghĩa xóm, gia đình ta có hậu sự mình đến mình giúp người ta thôi. Trong đạo mình thì có nhiều người giống nhiều người tẩm liệm như anh không? Được bao nhiêu người anh? À, nếu mà trong này thì giờ chắc cũng còn được 3 người, thì ông anh tôi với một người ở bên kia. Thì mình đến đây là mình cứ nghĩ là nhân nghĩa tình làng nghĩa xóm, là mình thấy gia đình người ta có hậu sự thì mình đến mình phụ, chứ mình không có nghĩ là cái gì hết. Mình cứ nghĩ là mình là người sống theo xã hội thì mình thấy người ta có cái sự là hậu sự, mà mình ở ngoài sáng xuống mình đến mình giúp đỡ cho người ta. Người ta thì trong lối ben diện cùng mình sáng xuống ở đây đó. Thì theo truyền thống của ông đã dạy đó, thì tử là tán, chứ không có để lâu, cứ hả tử tán, ngoại trừ lâu đó, là anh lỡ đào cái nguyệt đụng đá phải chờ. Hai thứ hai là có đôi khi mà con cháu nó ở xa thì phải chờ nó về rồi mới chôn. Thì có lâu gì cũng là trong ngày, nhà lớn không có ép buộc. Nghĩa là anh muốn chôn bao quan thì vô nhà lớn trình rồi là thỉnh bao quan về anh chôn. Còn anh nói bây giờ thôi tôi không bao quan, để tôi ra tôi mua cái hạt để anh về chôn ông già hay là vợ con gì đó vân vân. Không phải nhà lớn không có khả năng làm thêm một chiếc nữa, nhưng bởi quan niệm sống đồng tịnh đồng sàng, chết đồng quan đồng quách đã trở thành chân lý của người dân theo đạo ông Trần ở đây,
nên từ bốn đời nay vẫn chỉ một cái này. Cũng như bao tín đồ theo đạo ông Trần ở Long Sơn, ông Phạm Ngọc Vũ trung thành với kiểu trang phục bà ba đen, tóc búi củ hành và chân không đi dép. Hiện tại, phía trước và sau nhà lớn còn những dãy nhà dài hàng chục mét, chia thành từng căn, có rất nhiều gia đình chung sống nếu chưa có điều kiện có nhà. Đây chính là những ngôi nhà đã trở thành chứng tích ghi nhận cho chân lý sống đồng tịnh đồng sàng, chết đồng quan đồng quách. Theo anh Vũ, chúng tôi ra khu nghĩa trang của xã. Bên cạnh những ngôi mộ chỉ có vài viên đá đặt xung quanh để đánh dấu, thì nghĩa trang đã xuất hiện nhiều ngôi mộ khác xây dựng kiên cố. Anh Phạm Ngọc Vũ cho biết, sở dĩ có nhiều ngôi mộ xây gạch vì người dân muốn tránh sự xâm hại của thú rừng. Hồi xưa thì nếu mà đem lên tới đây rồi đó, thì hạ cái xác xuống rồi đó, thì cô bác anh chị rồi đó, người ta phụ sắp bằng đá vậy thôi. Sau này có tiền mới giá vũ dán gạch dán đồ vậy thôi. Khi hạ quyệt đó, ở đây người dân mình coi giờ có ngày hạ quyệt không? Không có coi giờ có gì hết, cứ hãy ở dưới xong rồi lên tới đây là hãy lên tới chỗ là hạ thôi, chứ không có coi không có gì hết. Cách mà mình an táng vậy á, mình chỉ bó chiếu mình chôn dưới đất á, liệu nó có gây ra ô nhiễm nhiều hơn như thế nào không anh? Không có gây ô nhiễm gì đâu, bởi vì trước khi đó mình làm cũng lông cát rồi vô, nếu mà nó có thì mình cũng sẽ rút vô, nó không có ô nhiễm. Liệu có mạch nước ngầm hay nào, hay mạch nước rồi nọ tự đi ra họ có bị ảnh hưởng không? Tại vì ở khu này đâu đào không có nước, ở đây là đá bàn không à, đào không có đào nước được, không có đào giếng được, ta xài bằng nước mưa. Còn nước giặt vũ thì phải đi lên tuốt lên hồ bằng cá cách cũng 5-6 cây mới gánh về từ đôi vậy. Thành ra là nó không có phải ô nhiễm gì đó. Chị bán ở đây lâu chưa? Dạ lâu rồi. Lâu bao lâu chị? Dạ khoảng 3 năm. 3 năm? Dạ, mẹ em thì bán lâu hơn. À. Dạ. Nghĩa là mẹ chị là bán ở đây là từ thời nào? Từ lúc ở đây cũng 10 năm rồi. Dạ. Con thấy thầy ông Trần không? Dạ có. Sao con biết con theo hay sao? Bà nội con nói. À bà nội. Bà nội con biết á. Chị với mẹ chị có theo đạo ông Trần không? Dạ có. Nhà nào cũng thờ ông hết. Rời nhà lớn, tạm biệt đạo ông Trần, chúng tôi còn suy nghĩ mãi về tục an táng đồng quan đồng quách nơi đây. Không bị ràng buộc bởi những nghi thức rườm rà, đạo ông Trần đã chọn lọc những gì tinh túy nhất trong một đám tang để gìn giữ. Không lãng phí về sức lực cũng như tiền bạc, mà mọi người vẫn có thể chia sẻ nỗi buồn cùng thân nhân người chết một cách chân tình nhất. Phải chăng đây là một nét đẹp của đạo ông Trần cần được nhiều người học hỏi để thực thi việc tiết kiệm, tránh lãng phí? Việt Nam.